Ok, và hello tất cả mọi người nha. Đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hiện nay mình sẽ tiếp tục series con Horror Online nhá. Và trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và nếu mà bạn nào thấy hay, cứ like và share trên tất cả các cộng đồng mạng nhá. Bạn nào chưa đăng ký, bấm đăng ký đi để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Ok. Tập này thì mình nghĩ là mình sẽ đi tìm một cái mảnh giống như kiểu quả trứng á. Ở đây hình như là có 3 mảnh, mình tìm được 2 mảnh rồi. Một mảnh là ở trong góc tối ngay đằng kia. Một mảnh là cũng ở gần đây nữa. Còn một mảnh thì khá là xa. Một mảnh nữa thì nó lại gần cái ghế sát màn hình rồi, cái chỗ mà con quái vật á. Nó ép góc mình rồi. Mấy con này thì mình xử được, nhưng mà tại vì nãy là nó ép góc mình. Tại vì mình biết cái cơ chế đánh của mấy con này rồi. Tôi đánh cái đó là số sẽ vụt nè. Và khi mà nó cúi xuống thì nó sẽ đánh double. Cái việc mà đánh double thì mình cũng không biết là khi nào nó đánh nữa, nhưng mà nhìn cái cử động của nó thì biết là lúc đó nó sẽ đánh double. Đấy. Hit and run thôi. Còn nếu mà bạn nào mà chơi hay rồi á, lúc mà nó chém á, đỡ kiếm nó luôn. Cái đó mới gọi là trình độ, chứ mình gà mà. Mình già thì mình chỉ làm được vậy thôi. Để đi xuống đây. Mấy cái con to đó thì nó không có mất thời gian cho lắm. Cho nên là mình muốn thử. Với lại con đó được 40 đồng. 40 đồng kiếm đâu có dễ. Đồng kiếm không có dễ đâu. Ấy, đúng rồi, mình cũng cần phải đi đường này, quên. Mày. Xuống, mình sẽ bỏ qua những cái con đó. Mình đánh con này nè. Tại cái con nổ đó nó nhiều tiền hơn là cái con bông bướm bướm. Con ong chứ con đó con ong. Hết. Xém tí nữa là đụng nó rồi. Thì cái Horror Night ấy, dịch ra là kỵ sĩ rồng thì cái đó là đúng. Nhưng mà đối với trong game này á, mình là một con kiến. Bây giờ mình mới biết mình là một con kiến luôn. Mày té xuống dưới luôn. Cho nên là kiến đánh với mấy con bọ hung hay mấy con gì thì cũng đúng thôi. Wow, lướt ấy rồi luôn. Ẩu rồi. Bị nó hành rồi. Ăn hành rồi. Ăn hành rồi. Ra đây nữa, phát nữa. Lần đầu bị một con bé tí hành. Oh.
cái con đó nó ghê quá. Ở đây thì nhiều quái quá. Ủa, con ong cũng được 4 đồng, cũng ngon hơn. Cũng ngon hơn là cái con cỏ rồi. Thôi bỏ qua, bỏ qua. Cái con nổ nè. Đây đây, ê, ê. Đây là cái cục White King hả, một vị vua trắng. Nó nói về một vị vua trắng nào đó. Ở đây có chỗ nào không? Không, không. Do là bây giờ mình có cái chiêu lướt rồi cho nên mình đi rất là nhanh. Đúng rồi, mình quay lại chỗ ông mũi. Mình có chiêu lướt rồi mình sẽ quay lại chỗ ông mũi để mình giải cứu cái con sâu con. Ngu người thì thiệt là cạn lời. Đây, ở đây cái cục này cũng được. Hello. Chết té rồi. À, chỗ này chỗ con quái vật. Mình không lên được đó, mình chỉ có đi bên này được thôi. Mày nghỉ tu. Đánh hai con cùi bắp vậy mất 3 cục máu. Quá gà rồi. Sorry. Đấy, con sâu con trên này. Mèo mèo. Mèo mèo. Rồi, ông mũi lại đi tiếp rồi. Ok, ông mũi đi một cái... tới một cái khu vực khác rồi. Ô ô. Bỏ qua nó đi. Một trong những thành phần không nên đụng. Bởi vì đơn giản là đụng nó thì mình mất máu thôi, nên mình đụng làm cái gì. Này thì bay ngu nhá. Bay ngu là xác định với anh. Ồ, hết hồn. Mình cứ tưởng là chỗ đó nó sẽ có cái đường ẩn rồi chứ. Để khi mà chém mấy cái cục này đó là mình cứ tưởng là có đường ẩn không ạ. Chắc là mình lên lại trên kia quá. Cho mình cũng không muốn mất nhiều nộ cho nên là linh hồn. Cái màu trắng đó là linh hồn cũng phải nộ. Cho nên là mình lên đây và mình ngồi ghé để mình hồi lại.
Nếu mà bây giờ mà quay lại cái chỗ mà của cái con bọ taxi á thì khá là lâu, cho nên là mình quyết định mình đi bộ luôn. Con mày à, với lại đi bộ thì mình đi bộ thì mình có thời gian để mình kiếm thêm tiền nữa mà. Buồn buồn đánh mấy con quái giữa được thì có tiền thôi, giờ đừng có chết ngu nữa. Cái gì vậy? Không ổn rồi, không ổn rồi, mình bị rung tay rồi, chết ngu hoài à. Giờ còn 2 cục máu, lý do chết ngu. Mày ơi, mình đánh khá dở hả? Sao nhưng mà khúc này là lên được trên đất liền rồi. Hello, mày. Lên thôi. Ngày nào vậy? Caseto Bueno. Ngày Serema. Miệng vậy, anh em cùng cha khác ông nội mình đây. Ok, mình sẽ mua một số thứ. Hát mà chịu. Đầu tiên là cái này khá là quan trọng, bởi vì nó hình như là nó tăng cái đèn lên. Gần hết tiền rồi, giờ mình không mua được cái chìa khóa. Ok, không sao, xuống dưới cày xíu là có chìa khóa nha. Để coi chị này còn bán gì không. Bafanada. Cái này là gì vậy? À, hình như là con dấu. Hiểu rồi. Bà chị này bán những con dấu. Cái con dấu nó sẽ phát hiện cho mình biết là cái con những cái chỗ mà có con xe taxi. Mình đoán đúng rồi. Bây giờ mình có chiêu lướt rồi. Mấy bạn nhớ là cái lúc mà mình cứu cái con mà con Sam gì không? Ở trên đó có cái căn nhà và mình không nhảy lên được, cho nên là mình có cái chiêu lướt và mình muốn đi căn nhà đó thử xem.
Không biết trong này còn ai không? Chỗ này hết rồi. Mình mua cái đèn đó hình như là ánh sáng của mình sẽ được tăng lên. Cho nên là những cái khu vực mà tối thì mình có thể chui đi được rồi. Đi qua bên này, khử cái con bự đó. Mày. Con bự này yếu xìu à. À. Có cái con mà ở bên cái Rin Bay á, thì cái con đó nó có khả năng kiếm sĩ á, thì con đó cho nó mạnh. Chứ cái con bự đó thì yếu xìu à. Ok, cái area này mình cũng đi rồi này, nhưng mà mình muốn khám phá hay đập ra kim cương nhưng không xài. Ủa? Những cái con nhân vật này mình nghe cái tiếng nói nó giống như là tiếng Nhật. Ờ, cái này là một cái mỏ. Ok. Cái này đụng chết mình không? Không, không, không. Cái đó là một cái mỏ ấy. Một cái mỏ linh hồn. Mỏ linh hồn mà loại bự cho nên mới có một cái hình cong như thế. Ở đây có gì không? Ok, cái sau này chắc là sau này mình sẽ có cái chiêu dặm đất gì đó để cho nó bể cái chỗ đó. Coi như là khu vực này mình không thể đi được rồi. Mình không biết là cái mua cái đó đúng không, nhưng mà mình cứ vô đây là mình sẽ biết à. Oh. 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 Có nên không? No. Bây giờ chưa cần thiết lắm. Chắc chắn vậy, chưa cần thiết lắm. Đơn giản là mình muốn để dành khám phá cho đợt sau. Tại vì trong clip này là mình muốn đi lại cái chỗ con mập đó thôi. Ồ, phải đi lại cái căn nhà mà mình chưa có đi được á. Không ổn rồi. Mà không sao, không sao. Do mình quá chủ quan. Một phần là quá chủ quan. Sau khi mình chết á, thì cái chỗ mà chứa linh hồn của mình nó sẽ bị bể như thế. Và mình sẽ chơi cỡ nào mình cũng không thể đầy được cái bình đó hết á.
Không biết là cái con bự nó có hồi sinh không. Nếu mà hồi sinh thì mình thử luôn. Trả thù. Ok, trả thù xong rồi. Thật là ngọt ngào. Bây giờ mình còn phải đi lại chỗ kia và mình đón cái linh hồn của mình là cái thứ nhất. Thứ hai là mình thử luôn cái con bự đó để mình có thêm tiền. Tiền, đơn vị tiền trong này rất là khó kiếm cho nên mới phải tiết kiệm. Ok, được rồi. Đùa, nó đập bị trúng có hai lần này xong mất hai giọt máu rồi. Nó đập như vậy mà tét đầu được rồi. Hình như là mỗi lần mà nó đánh thì mình bị trừ hai máu cho nên nó đánh ba lần là mình mới quải rồi. Rồi bây giờ mình đi xuống tiếp hả? Này thì kiếm chuyện. Còn con ngay đây nữa mình nhớ. Ok mình cái ma. Không nghe tiếng cười mà. Ồ con gì đây? Con gà. Maribo uso. Con này bán ngọc nha. Ngon. Có vẻ ngon. Ngọc này tăng giáp rồi. Long nail. Ok, cái tầm đánh mình sẽ dài hơn nếu mình gắn cái ngọc này vô. Thực sự thì bây giờ là mình cũng chưa có nhiều tiền cho nên là mấy cái đó tạm thời để sau nha. Với lại nó có khả năng cho mình mua thêm ô ngọc nữa. Ô ngọc hiện tại của mình là chỉ gắn được có tối đa là ba cái chấm trắng thôi. Nó xét vô cái chấm trắng chứ nó không có xét vô ngọc đâu. Ví dụ mà bạn có hai cục mà một cục đã có hai chấm trắng rồi thì bạn chỉ gắn được hai cục à.
Trời mày, mày nè. Phun ai vậy? Ở đây còn con bự nó hồi sinh rồi. Wow. Mình quên. Cái con đó nó đẻ xác. Cái xác nó ra hai cái con nhỏ lẹ lắm. Mình nhớ là có cái chỗ mà mình cứu được cái con sâu con nữa. Mình sẽ đi thử xem. Cái lướt, cái chiêu lướt này có thể là mình lượm được từ cái áo choàng của thằng kia. À. Mình nhớ có con sâu đâu đó đâu đây. Ở đây là cái hồ nước hồi sinh. Ok, và chắc là video này cũng dừng tại đây thôi nhá. Tụi bạn nào thấy hay cứ like và share đi, sẽ giúp mình rất là nhiều á. Bạn nào chưa đăng ký bấm vào đăng ký nha. Một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu, cứ đăng ký đi. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.